Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Thì các bạn ơi, hôm nay là một ngày cuối tuần. Hôm nay trời khá là đẹp, chỉ trời se lạnh thôi. Thì hôm nay tôi sẽ làm một video là nấu các món ăn mà vợ con thích nhé các bạn nhé. Đấy, thì nói chung là bây giờ tôi sẽ hỏi bé cả đầu tiên. Ra đây con. Chào các bạn. Chào các bạn. Đấy, các bạn cứ bảo là cho con tôi lên video thì hôm nay tôi sẽ cho con tôi lên video cùng nhá. Thì hôm nay con thích ăn món gì nè? Anh. Món gì? Cơm mới nằm sườn á? Thế thật đơn giản thế. Hả? Con chỉ ăn. Con chỉ ăn thế thôi á? Ui các bạn ơi, đấy con gái tôi thế là ăn nhẹ thế dễ đơn giản cho bố quá. Ngon mà. À ngon rồi. Rồi các bạn ơi. Thì con gái cả của tôi thích ăn lạp sườn nhá. Thì tiếp theo sẽ đến công chúa bé và vợ tôi. Đấy, thì chị con thích ăn món gì? Chị Quỳnh chị thích ăn gì nhỉ? Con ăn gì? Con thích ăn cơm gì? Ăn cơm gì? Ăn cơm gì? Ăn cơm gì? Ăn cơm cỡ. Cỡ là gì? Con ăn gì? Con ăn cơm gì? À, điên cỗ. Con tôi là thích điên cỗ. Cô đâu mà ăn ngon. Thế bố nấu canh xương với cả củ cho Quỳnh chị ăn nhá. Bố nấu canh xương nhá. Con vâng ạ đi. Xấu hổ ấy. Ừ, các bạn này, thì con gái thứ hai của tôi thì thích nấu canh xương. Còn em? Anh ơi, lâu lắm rồi không ăn thịt rang trái cạnh, anh làm đi. Ok, thì là ba món mà tôi phải làm hôm nay sẽ là nạp sườn và món canh xương và món thịt rang trái cạnh nha các bạn nhá. Thì không có nhiều, bây giờ tôi sẽ đi sang chợ đây. Sau khi sang chợ mua đồ thì tôi đã mua được tất cả những món ăn mà vợ con tôi thích nhá. Thì đầu tiên là nạp sườn đây. Đấy. Và đây là rau củ quả này nấu canh xương. Và tiếp theo món cuối cùng là món thịt rang trái cạnh, thì tôi đã mua thịt ba chỉ ở đây rồi. Thì không có nhiều thì bây giờ cái việc đầu tiên bây giờ tôi sẽ đi cắm cơm các bạn ơi. Phải biết Bắc Minh hiện tại đang rất là se lạnh các bạn ơi. Nên là cũng hơi ho. Tôi ngoại tôi sẽ dép đây nhé. Bây giờ sẽ cắm cơm. Hôm nay sẽ làm một người đàn ông đảm đang nhất ở cái nhà này. Nấu cơm nhưng mà phải rửa bát nữa cơ. Không. Ừ. Ê, để đấy các bạn ơi. Rét bước là lười rửa bát toàn đẩy cho vợ thôi. Các bạn ơi. Các bạn ơi, lúc đầu video tôi bảo là tôi chỉ nấu cơm thôi mà. Nấu các món ăn vợ con thích thì tôi có bảo là tôi rửa bát không? Yeah. Chồng tôi cắm cơm là chuyên cắm ít nước là khô, nên là hôm nay anh rút kinh nghiệm anh cho thêm một ít nước nữa nhá. Ok luôn. Ui, hôm nay vo đấy, mọi ngày có vo đâu. Đó, cốc luôn. Bạn, anh Phòng là sợ mất hết chất dinh dưỡng ở gạo, là họ vo chỉ gọi là hời hợt thôi. Hôm nay vo sạch sẽ luôn. Tí ăn gạo trong bốp mà. Cuối cùng là cho tôi chỉ vo hai lần thôi nhé, vo nhiều nó thẳng gạo. Đấy. Và tiếp theo tôi sẽ cho vào nồi thôi. Công đoạn nấu cơm đã xong thì bây giờ tôi sẽ gọi là ra chế biến các món kia để nấu nhá. Sao? Ok. Bây giờ sẽ đầu tiên là sẽ đi ngâm cái này trước. Ngâm cái này cho nó dừ nhá. Con bẩn tay con nghĩ cái gì mà con bẩn tay? Con đã được ăn đâu mà con đã vào rồi. Bẩn tay, anh không nghe thấy gì. Ra bố rửa tay luôn đi. Ở đây rửa tay luôn. Nào, rửa tay. Ui giời, con nghĩ cái gì đấy? Chắc lại cầm kem nó lại quét đất. Ui giời. Rửa tay ra. Bẩn thế. Thế mới chạy vào là bẩn tay. Ủa. Rồi, ăn ngâm xong, bây giờ tôi sẽ đi ra chế biến rau củ quả và thịt nhá. Thì sau khi gọi là chế biến xong thì đã có thành phẩm đây nhá. Đây, và đây là xương. Thì bây giờ tôi sẽ cho một ít nước và để luộc qua xương cho nó đỡ hôi nhá. Sau đó tôi sẽ rán nạp sườn cho con gái cả. Con này là thích ỉ. Bây giờ sẽ là lấy nạp sườn. Lâu lắm rồi, nạp thùng nào cũng vua đầu bếp.
Con gái tôi thì bảo có chỉ ăn một cái thôi. Các bạn, bây giờ tôi sẽ dán lên tí xem nó ăn bao nhiêu cái nhé. Rồi, phải cho bé ăn. Không thì sợ cháy. Ui, vẫn có dây. Tôi dán 8 cái thôi. Còn 4 cái này thì để ông nào mà nó thích ăn thì ăn, ăn tiếp nhé. Thì chắc hẳn là chỉ cần 8 cái là đủ ăn cho nó rồi. Nạp chuẩn dây. Em cắt đi, cắt cuốn luôn. Cắt, ui, cái này đã cháy rồi các bạn. Cầm kéo cắt. Mà thôi. Hết rồi. Dán hết đi. Rồi. Để bố còn được miếng chứ hả? Để bố còn được miếng hay là tối nó ăn thì nó vẫn còn. Tưởng thích đơn món gì quá, món mỗi món nạp sườn nó đơn giản quá. Con gái này lại kiểu gì nhỉ, thích ăn đơn giản đấy. Nếu mà chị ta mà thích ăn món gì thì chị ta ngồi từ đầu bữa đến cuối bữa đấy. Còn nếu mà thích ăn cái gì mà không thích ăn cái gì gọi là ép thì gọi là 5 phút đã hết bát cơm rồi đứng dậy. Đố ăn à? Ăn cơm lúc nào cũng mặc cả. Mặc cả, con chỉ ăn ít thôi. Ăn ít thôi nhưng hôm nào ngon nghe là đánh mấy bát. Ngon này, ui, ngon thế, con xin bát nữa. Ở đây, xương các bạn. Xương linh một hồi thì nó cũng trở ra cái váng ấy. Kiểu gì tôi không biết. Không biết diễn tả thế nào. Đấy, linh 2-3 phút nữa rồi bắt đầu đổ nước ra nhé và trần lại là rửa lại cho nó sạch. Quy trình nấu ăn cũng phải đảm bảo gọi là vệ sinh an toàn thực phẩm các bạn nhé. Nó xúc xích này thì nói chung là nó đơn giản, chỉ cần dán chín là được các bạn, chứ không có cái gì phức tạp cả. Này em lại thích ăn món thịt rang cháy cạnh nhờ à? Em mà thích ăn cá kho ấy, nhưng mà với trình độ của anh thì kho cá có phải đến tối mới được ăn nữa thôi. Ăn thịt rang cháy cạnh cho nhanh. Thế là đuối lòng. Đó. Bây giờ tôi sẽ đi đổ nước xương các bạn ơi. Đùa. Sao? Đang ra cái chuẩn bị rửa lại các bạn. Làm ăn tắc trách đổ ra cái giỏ không đổ. Đang ra chuẩn bị rửa. Sau khi rửa xương này tôi sẽ bắt đầu tiến hành món linh nhé. Ồ, thế rồi á? Không đảo qua với mỡ cho nó xương thì nó săn lại. Ui đấy. Không cần. Vua đầu bếp đấy các bạn. Bây giờ chả cái này rồi. Đảo luôn vào cái lồ đấy, nhưng chả cái gì cái lồ đấy. Cái này mà vẫn được đi tham gia chương trình vua đầu bếp của Bác Ngọt các bạn. Cấp. Này nếu mà phòng mà thi vào trường nấu ăn, bê nấu ăn thì chắc người ta loại. Ủa luôn à? Loại luôn từ vòng đầu đấy. Ui sắp cháy luôn rồi. Ui. Đấy.
Xúc xích bóng đêm, ui ôi ôi khiếp. Không được rồi. Bố đảm hôm nay vào bếp. Không sao. Nó bị mấy cái đen hơn, còn đâu nó vẫn được. Tí mình lấy dao mình lạo cái đen này đi. Ăn được, tí cái đấy chồng ăn. Thì chả chồng ăn nữa, ai ăn. Có hai cái thôi mà, hai cái bị đen, ba cái. Bả này đấy. Lừ là một phút nên là bóng đêm luôn. Nói chung là cái lâu ăn một mình là nó cũng căn bản là phải cầm nhiều tay, ba đầu một sáu tay như la cha ấy. Nên là nó có tí trục trặc thì mình không thể nào mà gọi là xoay sở kịp như vậy. Thì nghe lời vợ tôi thì bảo là làm lúc cho nó vàng thương nó cứng. Không phải vàng mà là đảo cho nó xăm cái thịt lại nó thơm. Em bảo vàng bao giờ đấy, đã nói câu vàng rồi. Có phải trường sáo chưa ngọt nó màu vàng. Rồi, sau đó bây giờ tôi sẽ làm bát nước vào để nấu thôi. Nhà tôi chắc chỉ cần ăn một bát canh thôi, không cần nhiều. Nhưng mà vẫn phải cho dư lên bởi vì tí nó sủi nó sẽ cạn nước, nó bốc hơi. Cạn nước thôi. Ừ. Ninh đâu chả ấy. Nó chả vơi nước đi. Các bạn tôi tưởng nấu nấu ăn thế nào. Mọi ngày nấu ăn thế nào như đây em bảo nấu cho nhiều thêm nhưng còn ít đi thì vẫn được, nhưng nước cốt càng nhiều đi. Cố tí không đủ chan canh. Cần gì làm sao không đủ được. Thế mà trước tôi nấu cái gì hay chê lắm, bữa cơm hay chê, chê bỏng chê beo nào, hôm nay không lấy không ngon. Rồi vậy. Sao sườn bóng đêm đã ra lò nhé. Thơm đấy, thơm thế. Vẫn thơm mà không cháy đâu, nó chỉ hơi hơi thôi mà. Không phải là cháy. Nhìn xem tí thôi. Căn bản là chỗ đấy nó không có mỡ. Đây, mấy cái chỗ có mỡ này nó đã cháy rồi. À, nó nguyên xì rồi. Nói chung là hoàn thành được khoảng độ 20% công việc rồi. Lúc này thì tôi bắt đầu sẽ tiến hành xào cái món là chín răng cháy cặn mà. Đấy, các bạn nhìn ba chỉ rất là ngon đấy. Thứ là thứ đấy. Tôi mua nó phải cấp. Nói chung hôm nay là một clip cuộc sống thường ngày thôi. Gọi là một ngày cuối tuần. Nói chung là dạo này là ý tưởng thì cũng gọi là ít đi thôi. Các bạn bây giờ suy nghĩ ý tưởng ngay đầu vậy. Đâu phải đơn giản đâu mà các bạn. Nói chung nhiều bạn cứ tìm luận mà bảo ý tưởng không hay mà hay nhiều cái nó phải có nhiều người hay là như thế nào mà được. Hiện tại bây giờ chỉ còn hai vợ chồng thôi. Nói chung là chỉ còn có mấy cái gọi là trò đấy đi mua sắm linh tinh thôi. Ăn uống với nấu ăn thôi. Chỉ còn bây giờ khó. Không nói chuyện linh tinh như chuyện nữa thì tập trung mà giá nó lập sườn các bạn. Hiện tại nó cũng vâng. Gần chín hết rồi. Lập sườn to phết bạn. 12 cái thì hôm nay tôi nghĩ là nó chỉ ăn tầm khoảng 4 cái. Tôi nghĩ là 4 cái là khỏe ấy. Em thì em đặt cọc mấy cái? Em chỉ 1 2 cái đá đưa chứ sở thích của em không phải là cái này. Rồi. Nói chung bây giờ là lạp sườn đã xong nhá. Bây giờ tôi sẽ tiến hành nấu thịt dài cây cạnh nữa và là qua đến gần xong rồi. Món đầu đã xong. Đây, tiếp theo thịt dài cây cạnh này. Thành phẩm này. Tôi sẽ không để phí phạm mỡ này, tôi sẽ cho ít mỡ ở đây. Bật bếp lên. Làm một món thịt dài cây cạnh làm siêu cấp luôn. Bạn nhìn ok.
À quên đấy, quá trình lên đếm cái xương là gia vị các bạn ấy, quá đồ luộc. Nói chung là lên đếm này thì tôi đẳng cấp rồi. Tiếp theo là một tí mì chính này. Xương này nó phải lên tầm khoảng độ 15-20 phút nữa thì mới ấy nhá. Thì thôi, cái này tôi sẽ cho lọ lửa để cho đỡ chàn. Sang món chính này. Còn món này các bạn ơi, món thịt đang cháy cạnh. Có là sụn nhỉ? Có chứ, mà chỉ đâu, mà chỉ sụn. Nói chung là cái clip này cũng là cái clip dạy các bạn nấu ăn bình thường thôi. Coi như tôi vào bếp để dạy các bạn nấu ăn. Sắp tới thì tôi sẽ làm cái series hướng dẫn nấu ăn các bạn này, nấu những món ăn bình thường. Như clip sau tôi sẽ làm 10 món về trứng. Cười rất đẻo. Đẻo được, còn hơn bạn. Tôi làm sao? Gớm, ông nấu ăn thì... Bạn cười đẹp. Bạn cười rất đẹp nhỉ? Rất đẹp. Xong rồi bắt đầu cho bột canh thôi. Đã vàng kêu đã cho bột canh. Nó trước được nha. Em là thích cho nước mắm nha, anh thích cho bột canh. Không, em thích phải nấu theo ý của em, phải cho nước mắm nó mới thơm. Đó, thích cho một chút bột canh trước. Như tôi là tôi phải rang bao giờ thịt nó phải vàng vàng tôi mới cho gia vị. Các bạn này, thì chờ tí nữa thì nó vàng thì bắt đầu tôi quay tiếp nhá, chứ không thì video nó dài quá. Rồi các bạn ơi, thì sau khi thịt rang cháy cạnh đã vàng vàng nhé các bạn này, nó chưa được vàng lắm nhưng mà nó thế này thôi. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành cho nước mắm nhé, thì vợ tôi thích ăn nước mắm thì tôi sẽ cho nước mắm. Đấy, nói chung là cái trình độ lên đấy của tôi thì các bạn biết rồi. Tay à? Bắn. Ui rồi chết rồi. Quá tay à? Bị bắn qua mặt rồi kia rồi. Quá tay rồi. Hơi mặn rồi các bạn ơi. Chắc chắc nước rồi ngay. Chắc. Chất mỡ. Vừa câu trước bảo là trình độ lếp lếp của tôi các bạn biết thừa. Câu sau đó bảo là chắt nước ra ngay đâu mặn. Rồi rồi, chắc là ổn đấy. Phản bác rồi. Rồi. Nói chung là vừa hơi quá tay thôi, không biết đâu mặn không. Không sao ạ, đúng không ạ? Đây là cốc luôn như là gì nữa. Tiếp theo tôi sẽ cho vài củ hành vào nhé. Cái này mình chỉ lấy hành má này, chứ không lấy hành củ. Hành củ một tí cho vào canh xương các bạn. Quay vào đây đứng ở đấy làm gì? Sợ bắn. Sợ bắn, cầm mấy cái quại bắn gì. Đã đổ đông đông luôn. Loại bốc khói luôn. Đấy, các bạn nhìn thì ra thấy cạnh tôi sắp lửa được vào nhà bếp làm đầu bếp chưa? Thấy khá thơm đấy các bạn ạ. Còn nồi xương đấy thì chưa thấy cho củ vào. Nồi xương là nói chung là thì chọn cái món ăn đơn giản nhất. Còn chi chọn cái món ăn gọi là khó nhằn nhất các bạn này, cái loại xương linh này hơi lâu rồi. Rồi các bạn này. Nhưng mà lòng. Sao hôm nay toàn món dễ thôi mà. Sau khi linh một lúc, bây giờ tôi sẽ thả cái này vào nhé. Linh cùng cho nó dừ. Thế anh phải cho bếp to lên nó mới nhanh chứ. Có chứ. Lồi thịt vẫn lổ đông đô các bạn ạ. Đâu. À. Không sao, đã xong. Rồi, món thịt đang cháy cạnh đã ok nhá. Bây giờ chỉ còn lốt lồi xương nữa là xong. Bây giờ cái nồi xương này bây giờ tôi củ với tôi đã cho vào rồi, bây giờ chỉ linh chờ chín thôi. Ok,
Sau 77, 49 phút thì cuối cùng Linh nồi chương nó cũng dừ rồi nhá. Bây giờ tôi xin hành cho hành vào thôi. Đẹp mắt phết, bạn có cà rốt này làm điểm nhấn rồi. Đẳng cấp như... Đâu có chuyện đơn giản các bạn ơi. Đấy, sau khi đợi tí thì tôi sẽ bốc thịt rang cháy cạnh ra nhá. Này gọi là người trong đảm đang, là một người bố tuyệt vời. Lịnh à? Lịnh gì à? Có gì lịnh không? Đấy, nói chung là bữa cơm của tôi nấu nó chỉ đơn giản vậy thôi, chứ không có gì gọi là không có kiểu như là mỹ vị nhân gian như là tôm hùm Alaska hay là cua hoàng đế các bạn này. Các bản kinh tế thì không có. Thế mày bảo là vợ con nó không đòi hỏi gì cao, mày bảo thế. Nói chung là tôi nấu đủ một bát luôn. Chơi nước anh ơi. Có chứ. Hai đứa con là thích ăn canh xương lắm, hôm nào mà có canh xương ăn cơm khỏe hẳn luôn. Ở ngọt. Ui giời, vừa khít luôn các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, đã xong thì bây giờ sẽ vào trong để cho hai con ăn và vợ ăn nhé các bạn nhé. Nói chung là bữa cơm đơn giản. Đấy, chỉ có thịt, canh và lạp sườn thôi. Quỳnh Anh, Quỳnh Chi đói chưa? Rồi, các con ơi. Đây. Quỳnh Chi bỏ cái mũ đầu ra. Tục chú ơi, bỏ đi tóc giả ra. Ăn xong tí đội tóc giả. Sở thích là đội quần, đội áo. Ăn gì? Ăn cái này á? Ôi, các bạn ơi. Bây giờ là đứa nào cũng thích ăn lạp sườn hết rồi. Bác qua vào đây. Đồ bò đây, bò ăn làm sườn đâu. Các bạn ơi, đây là Đồng Liên với con gái lớn và ngại không dám vào video của boy. Nhanh lên đi xuống ăn làm sườn với ỉn nhanh lên. Boy. Ôi. Con trai xấu hổ lệ con chị. Thôi, nói chung là công việc của tôi giờ đã xong thì bây giờ tôi sẽ cho vợ tôi và con tôi thưởng thức nhá. Tôi sẽ làm chân caramel. Ok. Bò ngại. Bò đi đây, đi đây. Bò. Không phải ngại. Bò, đi vào đây. Không quay qua anh em lên. Nhanh đi vào ăn, nhanh. Thôi, không có đi vào. Đấy, các bạn ơi, con gái tôi ui, vừa đang ăn lạp sườn này. Không mời bố mẹ ạ, quên. Ồ, con mời các bạn ăn đi. Không mời các bạn ăn cơm. Nào, mời các bạn. Mời các bạn ăn cơm. Không quên nhỉ. Ồ, chi con vào kia. Cơm. Đúng rồi. Đấy. Đây là một cảnh gọi là một cái cuộc sống hàng ngày của gia đình tôi các bạn ơi. Đấy, đã ăn vừa ăn được vừa nhảy. Úi giời. Nhiều lời nhăng lang lá đâu. Chưa nhảy lang lá đâu. Đó, lang lá đâu. Ngồi đi. Quay. Còn đây là hàng xóm Đồng Liên ỉn nhưng mà rất ngại không vào. Tài chứ. Ngon quá, ngon quá. Đấy. Em rồi, ăn thử xem nào. Đấy, em còn là xứng cơm cho nó nguội thì qua ăn cơm canh. Ăn nữa đi đấy. Úi trời, úi trời. Úi trời, có ngon không? Anh liên cái máy quay gần vào đây cho các bạn xem. Con bắt hết trong mồm đi, mẹ lấy cái lưỡi đấy các bạn ơi. Các bạn ơi. Chưa ăn hết trong mồm nhưng mà bắt trên cái lưỡi này. Bao giờ cũng thế, lúc nào phải găm. Úi trời. Đấy. Tham lam tục uống. Đấy. Thì có ngon không con? Ngon không? Nào con nói lên ngon không? Ngon hả? Để mẹ xiên cho lại, các thứ mà xiên mà. Rồi, tiếp tục rồi. Đến giờ tôi thưởng thức đồ ăn của chồng tôi ngày nay nhá. Bạn ơi, thì rang cháy cạnh tôi lâu lắm không ăn rồi. Ăn rồi. Mời mọi người ăn nhá. Lâu không được ăn chứ. Ăn rồi. Biết là ăn rồi nhưng mà lâu không được ăn. Ngoan các bạn ơi, cứ tưởng là lúc đó anh Phạm nỡ tay cho nhiều nước mắm nhưng rất là vừa bạn. Chà, đặc công chữa cháy thì phải nhanh như. Một rét ăn cơm nắm các bạn. Đây là mắm canh xương nhá, xương nó dừ rồi. Nói chung là một bữa cơm đơn giản của vợ chồng tôi thôi. Coi như là đây là một clip cuộc sống thường ngày thôi. Nói chung là mỹ vị nhân gian thì không có, chỉ có tình cảm gia đình thôi các bạn ơi. Đấy, có mấy đứa con và vợ. Đấy, kia có anh hàng xóm. Này các bạn ơi.
Thì nói chung là clip của tôi đến đây là kết thúc nhá. Clip này truyền tải cho các bạn đến gọi là cái hạnh phúc của gia đình thường ngày thôi. Đấy, thì nếu các bạn mà thấy clip của tôi hay, các bạn hãy like và chia sẻ, đăng ký hộ kênh tôi nhá. Còn bạn muốn tôi làm gì, các bạn bình luận bên dưới. Một lần nữa, xin chào các bạn.